Sự thật về mối quan hệ thân thiết của Bảo Anh và soái ca của Gạo Nếp Gạo Tẻ. Có lẽ lời nhắn nhủ mà nam diễn viên nói với Bảo Anh đã phần nào xóa tan những nghi ngờ trong lòng người hâm mộ. Vừa qua, khán giả khắp nơi xôn xao vì bỗng có thông tin nam diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ Quốc Trường đang có mối quan hệ thân thiết với nữ ca sĩ xinh đẹp Bảo Anh. Mọi thứ xuất phát từ dòng bình luận của các Phượng trên trang cá nhân của giọng ca Anh Muốn Em Sống Sao. Cụ thể, thời điểm Bảo Anh khoe hình ảnh hai mẹ con vui vẻ ở nước ngoài thì các Phượng lại nhắn nhủ đầy ẩn ý. Nữ nghệ sĩ gửi gắm, có một người đang rất yêu và chờ đấy cô gái à. Ngay khi ấy, cộng đồng mạng lại có thêm một fan thắc mắc về danh tính của người mà các Phượng nhắc đến. Chẳng phải chờ đợi lâu, người yêu của Kiều Minh Tuấn nhắc hẳn nam diễn viên Quốc Trường vào đoạn bình luận. Ngay lập tức anh cũng hẹn hò ăn uống, nhưng các Phượng đã sắp xếp, đợi Bảo Anh về nhé. Đứng trước thông tin này, nhiều khán giả đã nhanh chóng soi ra các đoạn hội thoại gần đây của cặp đôi này trên mạng xã hội. Có thể nói cả hai thường comment qua lại với nhau và Quốc Trường dành rất nhiều lời khen cho nhan sắc của Bảo Anh mỗi khi thấy cô đăng tải ảnh mới. Trong mắt Quốc Trường, Bảo Anh xinh đẹp đến mức bạo tố phong ba như thế này. Chẳng những thế, Bảo Anh thỉnh thoảng cũng qua nhà Quốc Trường để tương tác. Mới đây nhất, khi nam diễn viên khoe việc mình khai trương thêm cơ sở kinh doanh mới thì nhận được khá nhiều sự chúc mừng của đồng nghiệp là các nghệ sĩ Việt. Đặc biệt Bảo Anh cũng nhắn gửi lời nhủ đến anh. Chúc mừng anh Đại thành công nha. Cảm ơn em người tri kỷ. Đáp lại lời chúc của người đẹp, Quốc Trường đã khẳng định cô là tri kỷ. Với mối quan hệ thế này thì cả hai chỉ là anh em với nhau và từng trò chuyện nhiều trong cuộc sống đời thường. Diễn viên Quốc Trường không phải là gương mặt xa lạ của showbiz Việt. Anh sở hữu gương mặt điển trai ngoại hình sáng và là một nhân vật bị chửi khá nhiều ở Gạo Nếp Gạo Tẻ.